Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Yeah. Bây giờ chị nói nghe nè, bây giờ những cái khoảnh khắc này sẽ được dành để tôn vinh em. Thật ra là chị đã được tôn vinh em rồi, nhưng mà chị nghĩ tôi rằng muốn là hát một bài hát. Ngày hôm nay tôi có mang một bài hát tới. Họ là họ khoan lướt sóng ra khơi, khi em buông lưới làm bạn với gió trời thì anh thấy thêm yêu cuộc đời. Nếu như mà anh Ngọc anh hát mà chị không có nắm cái lưới của em thì mọi người không hề biết đâu là cái lưới đánh cá được. Đó là một ca khúc mang tên Chuyện Người Đánh Cá. Tôi không hiểu là hôm nay có một ngư dân ở đây mà xuất hiện vô đây làm cái gì. Ở đây có cá tôm gì ở em đây nói vậy đi. Em vừa mới trở về từ tuần lễ thời trang trên thế giới. Chủ đề là người trẻ và đại dương. Chị vừa mới đi biển ở Campuchia về mà. Chị thấy nó rất là tương quan luôn đó. Chị đừng có nói như vậy chứ đây là món quà rất ý nghĩa, một cái lưới đánh cá của chị dành tặng cho em mà. Em chỉ cách điều đó thành một cái váy thôi. Váy thôi. Là một cái áo thôi. Đó, còn bên kia là sứa. Wow. Đó. Thấy chưa? Tụi em có liên kết với nhau. Tôi xin lỗi nha, bên cạnh bạn là bạch tuộc đó bạn. Đó. Chị là chưa? Đúng thiệt. Vậy mà hồi nãy ở trong cánh gà nhìn tôi là cho tôi có cảm giác bữa nay tôi đẹp lắm. Thì ra nhìn tôi để suy nghĩ liên tưởng tôi như vậy đúng mọi không? Mọi người ơi, bạch tuộc có đẹp không mọi người? Bạch tuộc rất đẹp và rất thông minh nha chị. Có tới 7 bộ não và 3 trái tim lận. Chị sẽ dùng cái giỏi bạch tuộc này để chị nói chuyện với em.